Xin chào các bác. Thực sự là cuối năm cái lượng pin sạc cũng rất là khan các bác ạ. Hôm nay em có đặt 200 bộ pin sạc nhưng mà cũng chỉ vét nốt được 40 bộ. Em nói luôn là vét được 40 bộ. Cũng muốn lấy double fold cho các bác cho giá hợp lý, lấy cả pin double fold nhưng mà pin bắt double fold hết sạch không còn. Đấy. Nên lại phải chuyển lên các dòng pin cao cấp hơn, đó chính là dòng pin Palo cho các bác. Dòng pin Palo thì các bác thừa biết được là dòng này nó là dòng cao cấp hơn, rất là đắt tiền, dòng Palo này. Đấy, Palo này cả pin cả sạc của nó bây giờ thị trường chắc bán khoảng tầm 450 đến 460 một bộ các bác nhé. 460 một bộ nó rất là cao. Đấy, nên hôm nay em cũng thôi cắn răng chịu đựng để lấy 40 bộ gồm pin Palo và cái sạc double fold. Đây. Thì một bộ như thế này thì em sẽ để cho các bác với giá là 350.000 các bác nhá, 350.000 để cho các bác về lắp vào bộ pin, lắp vào mic không dây này, nói chung là những cái gì mà có thể dùng được pin này thì các bác có thể lắp vào để chơi. Đấy. Nếu mà sử dụng tất cả đều có double fold thì nó chỉ khoảng tầm 290 thôi, nhưng hôm trước em bán 290. Nhưng mà sang pin Palo này thì rát hơn khá là nhiều vì pin này nó chất lượng. Đấy, sạc này thì ok rồi. Đấy, sử dụng pin này nó cao cấp hơn để các bác tiện sử dụng hơn và ngon hơn. 350.000 một bộ này các bác nhé. Đây, còn đúng 40 bộ. Không biết liệu từ giờ đến Tết có em đây là chỉ nói là để tặng các bác khi các bác mua đồng bộ của bên em đấy. Không biết có đủ hay không, nhưng đây thôi nhiều bác hỏi thì em vẫn cứ đăng này để em bán cho các bác. Bác nào có nhu cầu thì em vẫn bán cho các bác. Em sẽ bớt lại được khoảng tầm 10 đến 20 bộ để em đi em lắp bộ dàn karaoke và em có tặng các bác các cái bộ này. Đấy, khi lắp bộ chọn bộ karaoke thì em sẽ tặng. Đấy, còn các bác nào mua lẻ thì là 350.000 một bộ các bác nhá. Một đốc sạc và một bốn quả pin. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ vào số điện thoại này cho em, nhắn tin cho em thôi là ok. Nhắn tin cho em hỏi còn không và giá rẻ như nào là ok thôi.